Vâng, rất là hạnh được kính chào tất cả các bác các anh chị trên mọi miền tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay cho tất cả các bác các anh chị một đôi một bộ lư hương đỉnh hạc men dặn vẽ vàng hàng cực cao cấp, hàng mới nhất của năm 2022, 2022 ạ. Tại vì nó quá đẹp thành ra tôi đã nhịu lời. À, như quý vị anh chị đang nhìn thì phần chính giữa đó là phần lư hương với phía trên là con nghe đây, hai bên là hai con rồng trầu phía trước là mặt hổ phù rất nhiều cái mặt hổ phù được đắp nặn vô cùng là cẩn thận sau đó được vẽ vàng rất là sang cực là đẹp luôn ạ chiều cao của bộ đỉnh này chiều cao của đỉnh là từ dưới chân trở lên đây là 60 phân và hai bên là hai chú hạc với chiều cao là từ chân lên đầu cái đầu hoa sen này là 70 phân đường kính ngang cái kích thước ngang từ bên này sang bên này là 50 cm ạ Ờ, các bác các anh các chị có thể xem là cái bộ lơ hương đỉnh hạc này nó có đẹp không ạ đây là cái hàng mới nhất của năm 2022 đấy ạ các cái họa tiết này là họa tiết bằng đồng lá sen đồng phía dưới chân này cũng là đồng rất đẹp ngay phía dưới chân hạc thì là long quy tất cả các họa tiết này đều được vẽ vàng vô cùng cẩn thận Uh, đây là bộ sản phẩm mà chúng tôi đã thi công và sau cái video này chúng tôi sẽ giao khách hàng ở Hải Dương. Đây là một bộ hàng đặt ạ, vừa mới ra lò, hàng cực đẹp luôn, quá là tâm đắc thành ra chúng tôi quay cho quý vị anh chị các bạn ba miền tổ quốc cùng xem. Trước đến đây nay quý vị anh chị đã xem kênh của Gốm Hoàng Phát thì chắc là đã biết thì uh, cú hoàng phát có rất nhiều những cái mẫu dòng men dạng rát vàng dòng men dạng trơn dòng men dạng à, đắp nổi nhưng mà không có họa tiết vàng thì nay bây giờ đây thì đã có cái bộ à, đồ thờ độ lư hương đỉnh hạc hàng à, vẽ vàng rồi cực là cao cấp và bóng sáng nhé quý vị anh chị đây những cái phần này này yên tâm là không cậy được ra không bong không phai cực là yên tâm luôn ạ quá là đẹp luôn chứ không phải là vừa Họa tiết thì cực tỉ mỉ Đấy, cho các anh chị cùng xem Bộ này chúng tôi làm à, Có lẽ cũng phải mất hơn nửa tháng Gần 20 ngày mới xong được bộ này Từ những công đoạn đầu tiên à, Chọn nguyên liệu nhào đặn Tạo nên form sản phẩm Đắp nặn lên Sau đó là Đồ men, đồ màu cuối cùng thì vào lò đốt lò sau đó là chọn những cái sản phẩm những cái phần tốt nhất ví dụ như chọn phần long quy đẹp nhất này chọn phần hạt đẹp nhất này sau đó để mang đi làm đồng kết nối những cái phần giữa các cái thành phần của bộ sản phẩm là thêm phần đồng chỗ này nào phên phần đồng chỗ hoa sen này còn các họa tiết này đều đã được làm tại lò xong xuôi hết cả rồi chọn những thành phần đẹp nhất chuẩn mực nhất để tạo nên một cái bộ lư hương đỉnh hạc cho quý vị anh chị các bạn đang xem đây đối với những bộ này ấy, thì những khách vip cực kỳ là thích luôn tại vì không gian của họ quá đẹp những không gian mà có rất nhiều là phần gỗ phía sau hậu gỗ hồi gỗ thậm chí là hoành phi cửa đồ à, hoành phi câu đối cửa võng đầy đủ sẽ rất là thích những cái bộ như thế này cái màu sắc ở trên video nó thể hơi khác một chút xong thực tế nhưng tuy nhiên à, nhìn ra thực tế thì quý vị anh chị sẽ phải cảm thấy là wow nó quá đẹp luôn đây là chúng tôi quay trong nhà nhé thì ánh sáng mà nó đã đẹp như thế này rồi nó rất bóng và đẹp tất cả để làm thủ công đắp nặn vẽ màu vẽ vàng đồ men cực là tỉ mỉ cẩn thận luôn để tạo nên một cái sản phẩm như thế này chúng tôi đang quay rất nhiều góc để cho các anh chị cùng xem rồi đấy ạ có cái góc nào mà anh chị thấy ưng nhất không ạ đầy hai bên rồng này những cái phần này đắp nổi này kỳ công xong cái đồ 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 men này vẽ vàng này rất đẹp luôn những cái phần này rất là tỉ mỉ mà những người thợ thủ công cực kỳ lành nghề mới có thể làm được chứ không phải là bất cứ thợ nào cũng có thể làm đâu ạ nó quá tỉ mỉ mà nó quá cẩn thận ra được những cái phần khắc khoét như này cũng rất là kỳ công luôn Tất cả được đồ vẽ trì bằng tay Sau đó là khoét Chúng tôi quay tất cả góc cạnh cho anh chị cùng xem Đúng là một bộ quá xuất sắc luôn ạ Anh chị nào mà có nhu cầu đặt những cái bộ như này Thì liên hệ ngay với hotline bên em là 0948 482648 Cái thông số, à, cái à, số điện thoại được gắn trên màn hình ạ 0918 482648 ạ thì cái bộ như này thì em quay xong thì nó cũng không còn tại đây nữa đâu ạ Bên em sẽ chuyển đi Hải Dương Thế nên là một số bác mà đã xem video mà hỏi là cái bộ này ấy, Thì tốt nhất là các bác là hãy liên hệ bên em để bên em tư vấn Và nếu bên em có sẵn thì bên em bán cho các bác Còn nếu không có sẵn thì bên em phải làm mới ạ Thế nên là các bác nhiều lúc đừng hỏi là hàng này tôi đến mà không có Tại vì nó là cũng không phải là hàng bình dân đâu ạ Nó là hàng cao cấp mà làm nhiều lúc là phải đặt Chứ không có sẵn làm ra được một bộ đẹp mà tâm huyết thì nó cũng rất là lâu chứ không phải đơn giản đâu ạ là nó tỷ hệ tỷ lệ lỗi hỏng sau đó là ra còn phải chọn những cái thành phần hay nhất đẹp nhất để ráp lại cho các bác tạo thành một cái sản phẩm hoàn chỉnh tại vì hôm nay nó quá đẹp em phải quay để để, để không bỏ lỡ được cái sản phẩm như thế này để các bác khác ở mọi miền mà có nhìn thấy sản phẩm như thế này thì phải nói là Nói thế nào nhỉ? Không được nhìn tận mắt thì thực sự là rất đáng tiếc luôn. Đây là em quay bằng điện thoại thường nha các bác nhá. Điện thoại Samsung ạ. Nên các bác nào đừng có hỏi ảnh thật gì cả. Quay thế này không có ảnh thật đâu các bạn. Quay luôn trực tiếp luôn cho các bác xem thì đừng có hỏi ảnh thật làm gì ạ. Nếu các bác thích thật nhất thì hãy đến bên em ạ. Số 21 thôn 6 Giang Cao Bát Tràng Gia Lâm Hà Nội để xem trực tiếp nếu em có sẵn. Nếu không có sẵn thì các bác hãy gọi điện đi ạ. 9 648 để bên em có thể kiểm tra cái kho hàng còn hay không còn còn thì mời các bác sang ngắm mà không còn thì mời các bác khi nào có thì bên em sẽ gọi mời các bác để sang xem trực tiếp còn những cái sản phẩm như thế này ạ thì uh, đã là tuyển rồi bên em đã đóng hàng đi rồi thì nó không còn ở lại đâu ạ thế nên là các bác là hãy lưu số điện thoại của bên em là 0 9 để bên em tư vấn cho các bác cụ thể hướng dẫn cho các bác cụ thể các cách thức xem hàng Các cách thức mà đặt hàng Vân vân Thì video này cũng tương đối dài rồi Rất mong các bác Có thể đăng ký kênh Thích video Để bên em có thể ra những video mới Cho các bác cùng xem Xin chào và Hẹn gặp lại các bác Ở video sau Xin chào ạ